Kinh hoàng nước bắn từ xe tải trùm kín xe con giữa trời mưa bão. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm nhưng không hề quá xa lạ trong điều kiện đường xá tại Việt Nam. Những vũng nước mưa bị xe tải lớn làm bắn lên cao, trùm kín kính lái của các xe con đi bên cạnh, khiến tài xế hoàn toàn không nhìn thấy gì, bất chấp gạt mưa hoạt động hết công suất. Đoạn clip dưới đây là ví dụ điển hình cho tình huống nguy hiểm này. Tài xế xe con hoàn toàn không thể quan sát xung quanh do nước đã che kín hết tầm nhìn, trong khi xe đang chạy song song những chiếc xe cỡ lớn. Ngoài ra, bạn hãy quan sát cách xử lý của hai tài xế xe con dưới đây để có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân nếu gặp phải tình huống tương tự. 10 điều giúp bạn lái xe an toàn hơn trong thời tiết mưa bão. Thứ nhất, duy trì khoảng cách hợp lý đối với các xe đi trước, không nên chạy song song với xe khác nào, đặc biệt là các xe trọng tải lớn để tránh bị nước hắt lên kính. Thứ hai, nếu có thể, hãy cố gắng quan sát đường vết bánh xe của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Thứ ba, bật đèn cốt, đèn mang tét hoặc đèn sương mù ngay cả khi mưa nhỏ cũng như lúc trời âm u. Điều này không chỉ giúp bạn quan sát đường tốt hơn mà còn giúp các phương tiện giao thông khác nhìn thấy bạn. Không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông. Thứ tư, nếu điều kiện cho phép, hãy chạy xe ở chính giữa tim đường vì ở hai bên đường thường trũng và rất dễ có hố sâu bên dưới làn nước. Thứ năm, không nên vượt quá giới hạn mà tầm nhìn cho phép. Trời mưa to sẽ hạn chế tầm nhìn của tài xế và có thể khiến lái xe có những phán đoán tình huống sai lầm. Thứ sáu, khi đi trong khu vực ngập nước, hãy cố gắng giữ tốc độ, động cơ cao, vòng tua máy để tránh nước lọt vào ống xả khiến xe chết máy. Với xe số sàn nên để số 1, còn với xe số tự động có các số D1, D2 hoặc 2 hay L, hãy chuyển về D1, cố gắng giữ vòng tua máy cao nhất ở mức có thể. Thứ 7, khi mức nước ngập nửa lốp xe, tức là đã vượt đến giới hạn không nên vượt qua. Với xe gầm cao, có thể đi qua, nhưng không được để nước tràn vào mũi xe, vào khe hút gió và động cơ. Không phóng xe tốc độ cao vào bụng nước, vì như vậy rất dễ bị nước sục vào họng gió, cũng như tạo sóng nước, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác. Thứ 8, khi đi qua khu vực ngập nước, cố gắng tránh thời điểm có xe đi ngược chiều. Hai xe đi ngược chiều nhau sẽ tạo sóng hoặc hắt nước ngược lên nắp khoang động cơ, bởi điều này có thể dẫn đến nguy cơ nước tràn vào khe hút gió và động cơ, dẫn đến thủy kích phá tan bố máy. Thứ 9, khi xe vào đường ngập nước và đột ngột chết máy, tuyệt đối không được khởi động lại động cơ vì máy sẽ không thể khởi động lại được nữa mà sẽ rất dễ làm hỏng động cơ, làm cong tay biên, vỡ thành máy. Lúc này chỉ nên đóng cửa xe và gọi cứu hộ. Thứ 10, khi lái xe vượt qua vùng ngập nước, bạn nên tắt toàn bộ các thiết bị phụ tải không cần thiết như hệ thống điều hòa, âm thanh để giảm tải cho động cơ. Chúc các bạn lái xe an toàn!